Chào mừng bạn quay trở lại bằng Lê Sắc Kê YouTube Channel. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn em chơi sự kiện Flashback. Đấy là sự kiện để chúng ta sẽ có những cái thẻ mà của những cầu thủ mà đã từng có những thời kỳ đỉnh cao, và nó sẽ trở lại trong game FIFA Mobile. Vâng, và đầu tiên khi đăng nhập thì chúng ta sẽ nhận được 3 điểm Gallery. Thì cái điểm này để làm gì thì tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Ok, bây giờ mình sẽ vào cho những event. Ở đây thì như các bạn có thể thấy là mỗi cầu thủ sẽ có một cái chương riêng và sẽ lần lượt mở khóa. Thì thứ tự mở khóa thì sẽ như cái bảng mà mình sẽ để bên cạnh đây. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng năng lực event để chúng ta vào cái chương của Alizan. Ấy là với cái trận thắng đầu tiên chúng ta sẽ nhận được một cái điểm gallery. Còn với những trận tiếp theo thì các bạn chúng ta vẫn nhận được quà, tuy nhiên chúng ta chỉ nhận được điểm flashback mà thôi. Ở đây thì mỗi trận đấu thì sẽ có những cái điều kiện khác nhau. Ví dụ như là hai cầu thủ người Anh, một cầu thủ Aston Villa. Như là trận đấu này thì phải có hai cầu thủ ngoại hạng Anh. Và cái trận cuối cùng thì chúng ta phải có 5 cầu thủ ngoại hạng Anh, 4 cầu thủ người Anh và một cầu thủ Aston Villa. Thì với mỗi cầu thủ khác nhau thì cái điều kiện nó sẽ khác nhau. Và với huyền thoại Diego Maradona, đấy thì chúng ta sẽ cũng sẽ cần cái đội hình gồm những cầu thủ mà EA yêu cầu. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng điểm Flashback Point, cái điểm mà chúng ta khi chiến thắng các trận đấu chúng ta đổi. Thì cái chương Maradona sẽ mở khóa trong 14 ngày nữa. Đấy thì anh em có thể chúng ta để dành cái điểm Flashback để chúng ta có thể chúng ta đổi cầu thủ mà chúng ta thích. Nếu các bạn chúng ta xài 33.000 điểm Flashback, chúng ta sẽ được điện thoại Garincha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với phần gallery. Đây, cái điểm gallery mà lúc mới vào các bạn được tặng 3 điểm, và chúng ta khi hoàn thành trận đấu lần đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ được tặng thêm 1 điểm. Thì với mỗi ngày nó sẽ có các phần quà khác nhau. Hôm nay thì nó sẽ có là default 250.000 XP hoặc là 1 triệu con. Mình sẽ mở thử một cái. Vâng, không may mắn chỉ được 5.000 con mà thôi. 1.000 con và khá là đen các bạn ạ. Thì cái phần quà gallery này nó sẽ reset mỗi ngày. Các bạn có thể tích nhiều điểm để chúng ta mở một lần cho chắc ăn. Và với số lần mở càng nhiều thì các bạn cũng sẽ nhận được cái phần thưởng hấp dẫn. Mở được 250 lần chúng ta sẽ nhận được Coleman. Vâng, một hậu vệ kỳ cựu của Everton. Và 450 lần chúng ta sẽ nhận được Mark Noble. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ tới với phần phần thưởng. Thì cái điểm Flashback mà chúng ta sẽ kiếm được từ các trận đấu thì thay vì việc đổi cầu thủ thì chúng ta có thể đổi cái phần quà ở trên đường đây, hoặc là chúng ta đổi các cầu thủ ở các nhánh. Nếu mà anh em không thích các cầu thủ ở trên cái những cái chương mà chúng ta đá. Vâng, và tiếp theo sẽ là phần tính toán. Thì như em có thể thấy là nếu các bạn chúng ta mua cái pack con thì chúng ta sẽ có 741 năng lượng và chúng ta sẽ có tối đa 25.950 điểm Flashback. Còn nếu các bạn chúng ta không mua pack con thì chúng ta chỉ có 636 năng lượng và chúng ta sẽ có tối đa khoảng 22.200 điểm Flashback mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chơi đầy đủ pack con á, và các bạn lấy cầu thủ đi theo cái đường thẳng thì các bạn không đổi cầu thủ nào ở trong cái phần những cái trận đấu á, thì chúng ta sẽ lấy được Milner hoặc là Nacho Monreal. Còn nếu các bạn mà chúng ta muốn lấy những cầu thủ như Buffon, Rakitic, Pepe, Maradona thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần điểm để chúng ta đổi những cầu thủ này. Thì nói chung là các bạn sẽ có tối đa 25.900 điểm thì các bạn có thể chúng ta phân phối điểm cho nó hợp lý để chúng ta lấy những cầu thủ và phần quà mà chúng ta yêu thích. Và nói chung event này thì cũng khá là đơn giản mà thôi, chủ yếu là các bạn chúng ta chịu khó chúng ta cày cuốc mỗi ngày và chúng ta sẽ đổi được những cầu thủ mà với những phiên bản đã từng làm mưa làm gió trong thời gian trước đây. Và anh em có thắc mắc gì về sự kiện này thì nhớ like, comment dưới video nhé. Xin chào anh em, lại những video tiếp theo.